Em xin chào bà con và các bạn. Thì hôm nay em xin quay chia sẻ về cách mình thu hoạch trứng dế và đóng một cái ổ trứng dế cho bà con và các bạn xem tham khảo. Thì cái khay cho dế đẻ thì mình làm bằng xơ dừa và lót lưới ở trên mặt. Thì ở những cái video clip trước em có chia sẻ về cách mình làm cái khay đẻ cho con dế. Thì cái ổ khay đẻ này thì mình để hai đêm cho con dế nó đẻ rồi mình sẽ thu hoạch cái trứng. Đây là những cái con dế mà nó lên nó đẻ rất là ú nu. Thường dế mái nó sẽ lên khay nó nhiều hơn, con dế trống ít bò lên đây lắm. Thì cái khay cho dế đẻ mình để hai đêm xong thì mình sẽ đem ra mình thu hoạch. Thì em sẽ chia sẻ cái cách mình thu hoạch một cái khay trứng dế và xử lý ẩm và cho vào cái túi thành một cái ổ trứng. Thường một cái ổ trứng em bên trại cung cấp là ba cái khay đẻ như vậy. Mình sẽ xử lý xong rồi mình cho vào cái túi, đó là tầm 3 khay. Thì đây em sẽ thu hoạch ba cái khay trứng dế và cho vào xử lý và cho vào cái túi ni lông thành một cái ổ trứng lớn cho bà con và các bạn xem tham khảo. Thường thì cái khay đẻ con dế mái thường cái nó có cái ngòi đẻ giống như cây kim khâu vậy á, thì nó sẽ ghim cái ngòi xuống ở cái giá thể mình làm cho nó đẻ, ghim xuống cái lớp xơ dừa thì con dế nó chỉ đẻ được ở cái phần giữa của ổ đẻ thôi. Trứng dế thì có ở cái phần giữa của cái khay đẻ, cho nên khi thu hoạch trứng dế thì mình phải cạo bỏ cái lớp mặt. Cái lớp mặt phía trên là giống như phân với một cái lớp xơ dừa mỏng phía trên đó, thì mình cạo nhẹ, mình bỏ cái lớp xơ dừa mỏng ở trên để mình thu hoạch được cái phần trứng nó nhiều và chất lượng. Thì mình cạo nhẹ tay cho đến chạm cái lớp trứng, vừa chạm lớp trứng thì mình sẽ thu hoạch cái phần xơ dừa và trứng còn lại của trong khay đẻ. Đó, đây là em thu hoạch được một khay, thì em sẽ thu hoạch 3 khay và xử lý cho vào cái túi thành một cái ổ trứng lớn cho bà con và các bạn xem tham khảo. Đây là khay thứ hai, thì mình gỡ cái lưới, mình gỡ cái miếng lưới ở trên cái mặt khay đẻ ra, xong mình dùng một cái này em đang sử dụng cái que đè lưỡi em bé bằng tre chạy có nên em tận dụng sử dụng luôn, còn không thì mình sử dụng một cái miếng nhựa hoặc miếng gì mỏng á, để mình cạo, đừng tránh dập cái trứng, mình cạo bỏ cái lớp trên để mình thu hoạch được cái trứng cho nó nhiều và nó hiệu quả. Thì mình phải thu hoạch như vậy để mình làm cái trứng nó tơi xốp, nó trộn lẫn với sữa dừa để sữa dừa nó giúp giữ ẩm cho cái trứng nó nở tốt hơn. Chứ mình để nguyên cái khay gì mình ấp thì cái lớp giữa nó trứng không à, nhiều khi trứng rồi nó dính với nhau thì nó nở thì nó không đạt. Thì mình phải thu hoạch, mình xử lý, mình trộn đều. Để em thu hoạch xong cái khay này em sẽ quay cái công đoạn mình trộn cho nó đều lên. Nếu mà nó khô quá, nếu mà xơ dừa khô quá thì mình có thể dùng bình xịt phun sương để cho cái xơ dừa nó ẩm. Thường cái vật liệu mà dùng để làm cái giá thể đẻ cho con dế á, thì ở trại sử dụng là xơ dừa. Tại vì những cái hạt xơ dừa mua về thì mình sàng mình lấy cái phần mụn dừa giống như trên khay bà con và các bạn thấy á, thì mình lấy cái phần mụn đó thôi. Tại vì sử dụng cái hạt dừa là do nó từng hạt dừa nó có thể giữ nước được, nó giữ ẩm được, còn sử dụng cát hoặc cái mạt cưa thì nó ảnh hưởng, nó cũng không có tốt. Cát thì nó không có thấm nước từng hạt như xơ dừa thì nó giữ ẩm tốt nhất. Thì mình khi mà mình cạo bỏ cái lớp mặt xong thì mình cho vào một cái thùng xốp. Thường thì mình cho vào thùng xốp như vậy nè, mình thu hoạch hết luôn rồi xong mình cho vào từng túi. Còn đây thì em làm 3 khay thôi, làm 3 khay thao tác cho bà con và các bạn hình dung cái cách mà em thu hoạch trứng dế và đóng một cái ổ trứng cho bà con và các bạn xem tham khảo. Thì mình trộn đều, tại vì trứng nó có một lớp giữa dưới à, một lớp giữa phía dưới, thì mình phải trộn cho nó đều giữa xơ dừa và trứng để xơ dừa nó giúp giữ ẩm và đảm bảo được cái nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho trứng dế nó nở tốt hơn. Xong thì nếu mà hiện tại cái độ ẩm này đã thích hợp rồi, nếu mà nó khô thì mình có thể phun sương, dùng bình xịt phun sương nhẹ mình trộn đều lại cho nó giữ ẩm. Tại một số bà con và các bạn mới thường mua ấu trứng là mới bắt đầu nuôi, thì cái công đoạn mà xử lý cái độ ẩm này thì ở tất cả các cơ sở cung cấp trứng người ta đã xử lý cho mình. Mình nên lựa chọn những cái cơ sở mà cung cấp ổ trứng trứng bằng sơ dừa và đóng thành túi ni lông như vậy. Hạn chế mua cái khay về thì mình cứ để yên như vậy thì nó cái lớp giữa lớp trứng không à, nó nở ít đạt hơn. Khi mà cái cơ sở tại chăn nuôi có kinh nghiệm rồi đó, người ta sẽ xử lý cho mình cái công đoạn này. Về thì mình cứ để giữ nguyên đó, trong trung bình 7 đến 10 ngày thì trứng dế nó sẽ nở. Còn trong quá trình vận chuyển đến tay mình nó có bị vón cục thì mình gỡ, mình mở miệng túi ra, mình làm cho nó tơi xốp, làm tơi xốp rồi mình buộc lại y thinh như vậy. Thì trung bình 7 đến 10 ngày ở nhiệt độ bình thường thì nó sẽ nở, trứng dế sẽ nở. Thì em xin chào bà con và các bạn, em xin dừng cái video clip chia sẻ về cái ổ trứng dế, một cái túi thì nó tầm 3 khay tầm 3 khay trứng.